là được không chị? Ừ, em cầm giấy tờ đi đường. Combo buổi trưa mọi người nhé. Buổi trưa tại điện máy xe máy Huy Bộ, xuất xưởng em Winner X cho em trai. Winner X này mọi người muốn mua được thì có thể là không cần có tiền cũng mua được xe nhé, trả trước 0 đồng ạ. Đây ạ, Winner X xuất xưởng tại cửa hàng xe máy Huy Bộ. Bây giờ đang là 12 giờ trưa luôn. Giờ này hơi tối một chút. Hỗ trợ mọi người mua xe trả góp Winner này, không cần có tiền cũng mua được xe nhé. Giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ từ 30 triệu hơn một xe ạ. Bóc tem. Đổ xăng chưa em? Không lắp gương à? Hỗ trợ mọi người mua xe này trả góp, trả trước 0 đồng nhé. Không có tiền cũng mua được xe này luôn. Em dắt sang kia đi, sang kia hỗ trợ dán chống xước cho khách luôn. Lấy gương cho khách. Mọi người mua xe này không cần có tiền cũng mua được xe nhé. Honda Vision Triệu Sơn ơi, hôm nay Honda Vision giá từ 30 triệu hơn một xe em nhé. Winner X hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng. Em trai này đi công ty về lên cửa hàng em mua xe đây ạ. Các bạn đủ tiền cũng mua được mà không có tiền cũng mua được xe này nhé. Đam mê, xe đang rẻ, tranh thủ mua mọi người ơi. Căn giờ luôn này. Bản này bản ABS mọi người ạ. Màu gọi là màu Cambo. Bản này có tên gọi là Cambo. Màu xanh đen, bản ABS. Thiết kế động cơ của nó là 6 số. À, ra cửa cho chị nháy kiểu ảnh đã nhé, xong rồi dắt sang cho Thắng. Xuất xưởng Winner X đây. Ok, để đấy được rồi đấy. Máy em chụp đi, máy của chị. Em đứng gần xe cho chị xin kiểu ảnh đấy. Mọi người nhìn kỹ nhé, xe rất là đẹp luôn nhé. Winner X này, còn thanh niên nào còn đam mê, còn chưa mua được xe thì mang theo căn cước hoặc là chứng minh thư là mua được. Ok, ok Nhung Mai nhé. Biết được. Ôi sang kia cắn nhau rồi. Đi đuổi chó về đi. Xuất xưởng xe. Dán. Xin chào mọi người nhá, mình đi ăn cơm trưa đây ạ.